Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Tether đã mua lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỷ đô la nhờ chính sách của Fed. Tether được cho là đã mua 52.670 Bitcoin với số tiền lại kiếm được từ kho bạc chính phủ hỗ trợ cho stablecoin USDT của mình. Tiền lãi từ kho bạc chính phủ của Tether đã tăng đáng kể trong bối cảnh lãi suất quỹ liên bang tăng khoảng 500 điểm cơ bản trong 13 tháng qua. Ngoài Bitcoin, công ty còn nắm giữ lượng vàng miếng trị giá 3,3 tỷ đô la và 140 triệu đô la trái phiếu doanh nghiệp. Việc phát hành USDT cũng tăng lên, mặc dù các nhà đầu tư có cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn tại các ngân hàng. Hiện có 83 tỷ đô la Mỹ USDT đang được lưu hành, cho thấy mong muốn lành mạnh đối với đô la kỹ thuật số bên ngoài hệ thống ngân hàng. Đồng USDT cũng được hưởng lợi sau khi đồng USDC và BUSD gặp khủng hoảng. Người dùng Twitter Girevich đổ lỗi cho Fed và kho bạc Hoa Kỳ đã hỗ trợ việc mua Bitcoin của Tether bằng cách tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 16 năm. Tạp chí Forward gần đây đã viết một bài gay gắt cáo buộc Tether sử dụng các công ty vỏ bọc để tiếp cận các ngân hàng Hoa Kỳ sau khi Wells Fargo ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng vào năm 2018. Tether đã phủ nhận các cáo buộc. Trước đây, công ty tuyên bố rằng họ đã được đăng ký với mạng lưới thực thi tội phạm tài chính và tuân theo các quy tắc rửa tiền. Thông tin tiếp theo, Binance thông báo rút khỏi Canada do môi trường pháp lý đầy thách thức. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cho biết, quy định mới liên quan đến stablecoin và giới hạn của nhà đầu tư đã thúc đẩy việc rút lui. Binance thông báo, chúng tôi rất kỳ vọng vào phần còn lại của ngành công nghiệp blockchain Canada. Thật không may, hướng dẫn mới liên quan đến stablecoin và giới hạn nhà đầu tư được cung cấp cho các sàn giao dịch tiền điện tử khiến thị trường Canada không còn khả thi đối với Binance vào thời điểm này. Vào tháng 2, Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada CSA đã tiết lộ hướng dẫn mới cấm các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử trong nước cho phép khách hàng mua hoặc ký gửi stablecoin mà không có sự chấp thuận trước của CSA. Để có được sự chấp thuận, cơ quan sẽ yêu cầu nền tảng giao dịch tiền điện tử phải vượt qua các bài kiểm tra thẩm định của CSA. Binance nói thêm rằng họ không đồng ý với các quy định mới, nhưng vẫn hy vọng có thể hợp tác với các cơ quan quản lý của Canada để phát triển hơn nữa khung pháp lý xung quanh tiền điện tử. Trong năm qua, Binance đã phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý Bắc Mỹ và dường như đang giảm bớt các hoạt động trong khu vực. Đầu năm nay, Binance cho biết họ đang xem xét cắt đứt quan hệ với các đối tác kinh doanh tại Hoa Kỳ. Và thông tin cuối cùng, Florida trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ cấm CBDC. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã chính thức cấm phát hành và sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương CBDC trong tiểu bang. Thống đốc thứ 46 của Florida đã không ngại bày tỏ quan điểm của mình rằng có một số nhược điểm nghiêm trọng liên quan đến một loại tiền kỹ thuật số do chính phủ quy định. Và do đó, vào tháng 3 năm nay, DeSantis đã đề xuất luật mới cấm sử dụng tiền kỹ thuật số do chính phủ hậu thuẫn. Dự luật đề xuất CBDC là bất hợp pháp theo Bộ luật Thương mại Thống nhất của Florida. Luật đã đưa ra các biện pháp bảo vệ nhà nước khỏi bất kỳ lý do nào để áp dụng CBDC. DeSantis cũng đã kêu gọi chính phủ các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ hợp lực để thông qua luật tương tự. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.